Xin chào anh chị và cô chú. Hiện tại em có mặt tại đường kênh Kháng Chiến thuộc ấp Hòa Thành, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì mặt tiền trên con đường kênh Kháng Chiến này, em có hai mảnh đất muốn giới thiệu đến cho anh chị. Bề ngang 5m, chiều dài là 24m, có 100 thổ cư. Đất hướng Bắc nha. 420 triệu mỗi nền, bớt chút lọc bao giấy tờ. Ở đây thì lên trung tâm xã Hòa Định 3 cây số, về thành phố Mỹ Tho 11 cây, về thành phố Hồ Chí Minh 75 cây. Đất thì sổ hồng riêng có sẵn rồi, công chứng sang tên bất cứ lúc nào. Đường đi thông đây tới đường tỉnh lộ 864, 1 cây rưỡi số. Lên cái hướng này là lên khu công nghiệp Bình Ninh, là cỡ 2 cây, 2 cây mấy nha. Ở đây thì nhà cửa cũng rất là nhiều. Ở đây thuận tiện cho anh chị nào mà khu vực huyện Chợ Gạo hay là ở xa gì đó, muốn có hộ khẩu để mình an cư lạc nghiệp. Thì cái mảnh này á, thì sổ hồng riêng có sẵn rồi, mua thì công chứng bất cứ lúc nào. Ở đây thì phía sau mình có cống thoát nước rồi nha anh chị, sẵn hết rồi. Đây em đi ra phía sau quay cho anh chị coi. Đây cọc phía sau. Hầm 4m tới mấy cái ống phía sau nè mọi người. Đây mấy cái ống này, công thức nước ở đây. Đất của mình thì ra tới phía sau nha. Đấy cột này. Tới bên kia. Bên kia dọc qua bên kia, hai lô. $420 triệu bớt chút lọc. Đất này thì hiện tại là thấp hơn mặt lộ một chút xíu. Trước cửa mình thì có view kênh thoáng mát. Để em coi tổng diện tích nó bao nhiêu các anh chị. Tổng diện tích của mỗi lô đất á, 139m2,7, có 100 thổ cư rồi. Đối diện đất mình nè thì không có màu mã gì hết á, rất là đẹp. Rồi thì tới đây em kết thúc cái video, hẹn anh chị gặp lại những cái video tiếp theo. Anh chị nào muốn mua thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em. Trước cửa mình thì có dây điện nè, cột điện, đèn đường có luôn. Rồi, thế đây em xin chào và hẹn gặp lại anh chị.